Em tên Nguyễn Đức Giang, hiện tại đang học lớp C1508L. Thì em rất là hứng thú khi nhà trường tổ chức tất cả những cái buổi hội thảo này, thì sẽ giúp chia sẻ cho một số học viên khác và giúp học viên học tập và biết đến rất là nhiều kiến thức mới. Em đã học qua được về với cha mẹ, thì hôm nay đến buổi hội thảo thì thầy Quyết đã giải đáp cho em một số thắc mắc và em đã hiểu sâu hơn về vũ trang, và em mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo về các công nghệ mới để cho các học viên có thể học tập tốt hơn.